Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì mix voice là sự pha trộn giữa giọng thật và giọng giả. Và là phương pháp phối hợp hoạt động cơ bắp khi mà hát ấy, hay là chúng ta nói reo uh, vui để dùng làm mờ đi sự rõ ràng các âm vực khác nhau cho sự chuyển giọng nó được liền lạc hơn. Và ở trong giọng ngực thì chúng ta cần quan tâm đến cặp cơ TA uh, chịu trách nhiệm chính cho việc phát âm, các dây thanh rung động để tạo ra âm thanh Và các cơ TA này kéo các nếp âm thanh lại với nhau như một hành động mà đôi khi chúng ta nó gọi là nén hay là đóng dây thanh âm á, các nếp thanh âm nó ngắn hơn và dài hơn mang lại cái âm thanh nó đầy đặn này sống động và nghe nó uy lực đến nặng nề đặc trưng rất là đặc trưng của giọng thật và để tạo ra một cái âm vực cao hơn dây thanh âm sẽ cần phải căng và mỏng đi như chúng ta thừa biết rồi tại một điểm nhất định ở trong một cái âm vực quá giọng thật của chúng ta thì nó sẽ có một cái hiện tượng gặp một cái điểm brick đó là hay còn gọi là ở cơ ta này nó đột ngột chuyển giao cho một cái cơ khác là cơ city ta có thể cảm thấy cái điều này như một cái tiếng oét ấy ờ ờ vỡ như vậy thì khi mà chúng ta không tập quen thì những cái tiếng vỡ hay tiếng oét hay là những cái tiếng gãy này nó sẽ sẽ xảy ra từ một cái giọng ngực rất là nặng và mạnh và chuyển sang một cái giọng đầu ngủ rất là nhẹ và thoáng nếu chúng ta không có giảm không có hoãn sung lại thì sẽ rất là dễ gây ra những cái tiếng như vậy và các cơ ct này kéo dài các nếp thanh quản lâu hơn và chịu trách nhiệm chính cho việc phát âm giọng giả thanh đối với nhiều người hát hay là nhiều ca sĩ mới bắt đầu học thì giọng óc thường rất là yếu nó kém phát triển điều này là do chúng ta hàng ngày chúng ta có dùng giọng óc đâu trong cuộc sống ngày đâu đúng không và những cơ và sự phối hợp đó được đơn giản là chưa được tập luyện và chưa dùng nó hàng ngày như là giọng ngực thôi nhưng là những cơ phát ra giọng ngực thì nó yếu hơn giọng ngực là đúng rồi và nó không quen là đúng rồi chính vậy chúng ta phải tập luyện và giọng hỗn hợp hay còn giọng pha xảy ra khi mà mà chúng ta hát với sự cân bằng của giọng thật và giọng giả thay vì đột ngột chuyển từ ưu thế cơ ta sang uh, city à, bạn có thể chuyển ra từ âm vực này sang âm vực khác uh, một cách uh, xuân sẻ à, chúc bạn thành công